Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video tiếp theo của PC Gaming. Chúng ta lại trở lại với chủ đề về build cây giá rẻ. Chúng ta đã có cây 2 triệu, cây 3 triệu rồi. Thế còn cây 4 triệu thì sao? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau build một bộ PC với giá 4 triệu, hơn một tí, mạnh nhất tầm giá. Anh em lưu ý là cái giá này là giá anh em mua của thợ hoặc là mua ở bất kỳ đâu, chứ không phải là giá theo kiểu như anh em mua thanh lý. Thanh lý tất nhiên là nó sẽ rẻ hơn, hoặc là mua ở những bên người ta có nhiều người ta xả, hoặc là mua lại của những người dùng thì giá nó sẽ rẻ hơn. Nhưng giá này là giá để anh em có thể mua được bất kỳ lúc nào anh em muốn, nên là giá thành nó sẽ không thể rẻ được, mà nó phải ở mức giá chung của tất cả mọi người. Và với mức giá 4 triệu thì hiện tại chúng ta sẽ có được cấu hình như nào? Thì đầu tiên, vẫn như mọi khi là chúng ta sẽ đến với SSD. Thì SSD thì các bạn nếu mà muốn mua giá rẻ, dung lượng cao thì nên mua những cái hãng của Trung Quốc như kiểu Fuji, Letac hay là Lexa gì đó thì nó sẽ rẻ, hoặc là một số cái như King Spec thì với mức giá tầm từ 300-400k các bạn có thể mua được 120GB hoặc là 240GB tùy hãng các bạn nhé. Đấy là về SSD. Tiếp theo là RAM. Thì với mức 4 triệu ở thời điểm hiện tại là chúng ta đã có RAM DDR4 rồi. DDR4 giờ là cũng rất là rẻ. DDR4 8GB. Có tản hay không tản thì giá nó cũng xem tầm từ 300k đến 500k tùy hãng các bạn nhé. Những cái RAM hàng ngoài thì giá nó rẻ hơn. Cấu hình ở mình giới thiệu trong cái cấu hình này, nó là cấu hình nó không phải của AMD, nó không kén RAM đâu, nên các bạn nếu mà liều thì có thể mua RAM hàng ngoài. Nhưng mà nói chung là với 8GB nó sẽ tầm từ 3 đến 500k, loanh quanh tầm 400k mà thành 8GB DDR4 rồi. Thì đó là về SSD 10K RAM. Nhưng còn nguồn thì sao? Nguồn thì với cấu hình này thì mình khuyến cáo các bạn sử dụng con nguồn 450W các bạn nhé. Và mình là khuyến cáo các bạn là lên sử dụng những cái con nguồn cũ chính hãng của những cái hãng lớn như cả Hanke, Siebel, Siemens hay là Cooler Master. Nói chung là những cái hãng tên tuổi thì các bạn mua cũ nhưng nó còn nguyên bản, nó sẽ ngon hơn những con mới nhưng mà giá thành rẻ các bạn nhá. Thì là 450W là đủ. Đó là về main chip RAM, RAM SSD nguồn. Thế còn main chip thì sao? Thì với 4 triệu bây giờ chúng ta sẽ có được một cấu hình khá là ngon, và mình khuyến cáo anh em nên chọn cấu hình 4 triệu này. Nó đắt hơn một tí nhưng nó an tâm, bởi vì chúng ta sẽ sử dụng main là main H310 này thì thử cái thời hạn sử dụng là nó ngắn này, cộng với kiểu là đời mới, các bạn có thể sử dụng được hầu hết những cái công nghệ mới ở thời điểm hiện tại, và nó lại còn nâng cấp được ở đời 8 và đời 9 khá là nhiều cái giải CPU để chúng ta có lựa chọn nâng cấp sau này. Thì với H310 nó sẽ ra đời cách đây tầm khoảng 5 năm, nó còn khá là đẹp và mới, có nhiều con có khi vẫn còn bảo hành nữa, nên là nó sẽ rất an tâm cho những anh em ít tiền và sợ lỗi các bạn nhé. Thì với con H310 ở thời điểm hiện tại giá nó sẽ loanh quanh tầm từ 400 đến 600k tùy hãng. Ví dụ như những con Asus này nó sẽ rẻ hơn này. Đấy. Còn mấy Giga với Asus nó sẽ đắt hơn một chút, nó sẽ loanh quanh tầm 500-600. Tuy nhiên thì nó cũng chỉ ở cái mức giá như vậy thôi. Và H310 và cấu hình 4 triệu này là mình khuyến cáo các bạn nên chọn. Chứ 2 với 3 triệu thì nó rủi ro nó hơi cao một tí. Thì đó là về H310, và dùng main H310 thì chúng ta biết CPU của chúng ta là gì rồi phải không các bạn? Đó chính là con i3-9100F. Con i3-9100F này thì nó có 4 luồng thôi. Thế nhưng mà cái hiệu năng thực tế của nó mình đã test cho anh em xem rất là nhiều. Con i3 này nó có khả năng nó chỉ thua con i7-4770, i7 đời 4 ấy, một chút xíu về số luồng thôi. Nhưng mà anh em chơi game thì không quan tâm đến luồng nhiều lắm, nên là thôi con i3-9100 là cũng rất ok rồi. Giá con này loanh quanh ở thị trường nó từ 700 đến 900 các bạn nhé. Các bạn chọn như nào thì chọn. Còn các bạn mua thanh lý thì nó rất là rẻ rồi. Thì đó là về main với CPU. Thế còn quan trọng nhất là Vega, để anh em chơi được game thì chúng ta sẽ sử dụng gì? Thì Vega thì cũng vẫn như mọi khi thôi. Mình sẽ khuyến cáo các bạn sử dụng con Vega với 3 mã các bạn nhé. Đó chính là 960 này, 1050 này, hoặc là cố một tí lên 1050Ti. Đấy. Hoặc là liều hơn một chí thì các bạn chọn RX470-570 hàng châu. Thì giấy 470-570 châu thì nó rất là rẻ. Đấy. Nhưng mà hiệu năng đem lại thì nó rất là cao. Tuy nhiên thì đánh đổi là rủi ro nó cao. Còn anh em chắc ăn thì các bạn có thể mua 960. Như con mình đang cầm trên tay này, con 960 này thì cái hiệu năng của nó phải xem với con 1050Ti. Giá của nó chỉ loanh quanh tầm khoảng 1,2 triệu thôi. Đấy, chỉ có điều nó ra đời hơi lâu. Tuy nhiên cái hiệu suất đem lại của nó vẫn còn rất là ngon ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà giá thành rẻ nữa, nó rất là phù hợp với anh em ít kinh tế nhưng mà lại muốn có một cái cấu hình mạnh và chơi được tương đối nhiều game.
chỉ có con 960 này là niên đại sử dụng lâu hơn này, tỷ lệ lỗ rủi ro cao hơn, nhưng cao nhất vẫn là con giới 470 và 570 vì nó là hàng châu mấy nứa rồi. An toàn nhất là các bạn lên chọn 1050, tỷ lệ nó con đấy nó rất là lành. Thì đó là full cây 4 triệu của chúng ta. Nếu còn 4 triệu như thế thì chúng ta chạy được game gì? Thì như mọi khi chúng ta lại phải test thôi. Ok các bạn nha, mình đã lắp combo của chúng ta ra đây này. Đấy, quên người lắp vào vỏ cây. Hôm nay mình sẽ test cho các bạn với con Vega này nha các bạn nhé. Chúng ta test mấy con Vega kia đó nhiều rồi. Hôm nay chúng ta sẽ test con này xem hiệu năng như nào. Cấu hình đây các bạn. Đi 38.100 chứ không phải 9.100 các bạn nha. 4 nhân 4 luồng này. AMN H310 này. Ra 18GB à. Graphic à. 1050. Hôm nay mình sẽ sử dụng con 1050 bởi vì con RX 470, 570 thì mình đã test trong hai clip trước rồi, rất là gần đây rồi, anh em có thể xem lại hiệu năng của nó. Mình chưa test con này nên mình sẽ test cho anh em xem nó như nào nhá. Chúng ta đang đến với G85 các bạn nhá. Trên PC 4 củ với mức setting hiện tại đang là Full HD và Normal với một số cái là 2 các bạn nhá. Con Vega 1050 này thì nó không phải là Vega mạnh nên là mình chỉ để setting ở mức bình thường thôi. Chúng ta vừa bị drop một cái đây, chắc là do CPU đang bị cao quá. Mình đang test con 8100 nó thấp hơn so với con 9100 một tí xíu nên là nó cũng đang hoạt động hơi căng so với cái game này một tí. Con Vega của chúng ta đang hoạt động rất là nhẹ nhàng, nó chưa bung hết sức nên là chỉ hoạt động mấy chục phần trăm này. Setting này các bạn này. Đấy, chúng ta đang ít tiền nên là mình chỉ setting như nào cho nó phù hợp để chúng ta sử dụng thôi. Nó mờ với cả hai rồi, cái này thì chắc nó vẫn chạy được VLA2 nhưng mà để mượt mà thì các anh em lên để setting kiểu như này thôi. Loanh quanh mấy triệu để chúng ta chơi và thỏa mãn đam mê ở với mức vừa phải, đừng có đẹp quá là được các bạn nhé. Setting phù hợp, cuộc sống phù hợp, giá tiền phù hợp. Chúng ta lại sang với game khác nha. Chúng ta đang đến với Cyberpunk 2077 với cấu hình có hơn 4 triệu các bạn nha. Setting thì đang là thấp nhất rồi, mình vào đây test để xem nó chịu được nhiệt như nào thôi, chứ còn con 1050 kéo Cyberpunk là nó quá sức các bạn. Nhưng các bạn có thể thấy là hiện tại nó vẫn đang đáp ứng được để chơi theo kiểu là gì à? Chống vã các bạn nha. Có một phần nào đó thỏa mãn được một chút đam mê với mức setting hiện tại đang là thấp nhất. Ui, đi ra khỏi cái phòng này như nào nhỉ? Chúng ta có mức FPS tầm loanh quanh tầm 30. Đây, đi ra đây. 30 FPS đến 40. Nói chung là trong phố thì chắc là vẫn được. Chỉ có ra ngoài thì không biết nó sẽ như nào thôi. Ủa, cái này ra ngoài kiểu gì nhỉ? Đi đúng rồi mà nó ra ngoài kiểu gì nhỉ? Thế cái này không chơi nhiều nên là nó hơi ngáo ngơ các bạn. Đây setting đây. Setting đang là đây. Đấy, phần Full HD rồi các bạn này. Graphic là này là thấp nhất rồi các bạn. Đấy, đây là thấp rồi. Nhưng mà nó cũng vậy thôi. Nói chung là trong phố được trong nhà được như này, ra phố chắc khoảng 20. Đấy. Tuy nhiên như kiểu như FIFA với LOL với cả Valorant thì thoải mái luôn anh em nhé. Chúng ta sang game khác đi. Chúng ta đang đến với COGO 2 các bạn nhé. Trên em PC 4 củ FPS chúng ta đang hiện tại đang 100. 100 này là bán tạm rồi. Chống vã úi giời. Chưa kịp chém thì đã phang chết rồi. Độ phân giải đang là Full HD các bạn nhé. Mình bắn cái con này nó gà lắm. Mình chỉ vào để cho anh em nhìn thôi. Úi đấy, bắn nó gần chết cái nó táng mình chết chưa. Úi giời ơi. COGO 2 này lặng hơn khá là nhiều so với trước đây các bạn ạ. Đấy, phang trộm được một thằng. So với CSGO 1 thì cái này nặng hơn tương đối là nhiều. Nên là cái cấu hình này nó chỉ được hơn 100 FPS. Ui giời, lại mải lói phét. Cái này không biết là nếu mà anh em bắn giỏi hơn thì với mức FPS trên 100 này đã bắn được chưa. Ây da, ngồi chầu hẫu ngồi chờ mình. Nhục thế chứ lệ. Ra cái nó headshot ngay. Con hàng này con hàng này. Gà vãi các bạn. Nói chung là vẫn chơi được theo kiểu thỏa mãn đam mê đấy. Vẫn ăn được các bạn nhé, không tiêu ngắm luôn. Mượt vết. Ây ui, móc lốp trước sau luôn. Cải quá. Game này chiến được lên Galaxy Pack với cả LOL Valorant. Anh em yên tâm là chiến được các bạn nhé. Form 4 có biết là thoải mái luôn. Ây ui, con hàng này. Ây ui,
Úi dồi ôi, hết đạn rồi. Chắc bị máu lốp chết rồi các bạn ạ. Ây da, nói chung là vẫn ngon các bạn. Úi dồi, chúng ta sang game khác nhá. Chúng ta đang đến với Assassin, một con game tối ưu hóa cấu hình chối vãi, ăn cả CPU và GPU, nhất ăn nhất là CPU luôn. CPU gì vào cái lúc đầu nó cũng full loát như kia các bạn. Cái này nếu mà sử dụng con 9100F cái xung nó cao hơn một chút, đúng 4100 đấy thì nó sẽ mượt hơn so với con này mới có 3600 rồi, đâm mà nó chạy nó vẫn hơi cực tí. Mình quên mất, mình cứ tưởng con này nó là con 9100, nên là mình đóng luôn, mình bật lên cho các bạn kết luôn đấy, chỉ đóng vào 9100 và chắc nó sẽ đỡ hơn một chút xíu các bạn nhé. Ở thời điểm hiện tại như con này thì nó vẫn đang đáp ứng được ở mức 30 fps. Cấu hình này thì không nên chơi những cái game quá nặng, chơi những cái game vừa phải thôi. Và nếu mà anh em nào liều thì có thể táng hẳn con đấy, chém nhau mà nó FPS nó cũng không tụt đâu các bạn, nó vẫn 30 kìa. Táng hẳn con giới mấy con giới châu bò như thế thì hiệu năng nó sẽ ngon hơn so với con 1050 này. Mình muốn test anh cho con này để anh em nào mà muốn chắc cú chơi lâu dài thì phải chấp nhận hy sinh hiệu năng một chút để lấy được sự an tâm các bạn nha. Nói chung là với 4 triệu cái cấu hình mình gợi ý nó là mắc tầm giá rồi. Xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Xin chào, hẹn gặp lại.